Rồi, anh Phi chào các bạn. Xong cái đơn về hai con vua Windows rồi. Thì bây giờ anh Phi sẽ test hai cái đơn này cùng một lúc. Nhưng khi test kiểu này thì anh Phi sẽ bị nhầm nếu anh Phi dán cái giấy này nhầm nha. Bởi vì cái đơn 105 này là cái đơn chưa thanh toán, còn cái đơn 104 này á, là cái đơn đã thanh toán rồi, 0 đồng nè các bạn thấy không? Cho nên thôi, bây giờ anh Phi sẽ làm con 104 trước nha. 104 trước. Những tình huống này trong khâu đóng hàng và của những bạn làm hàng thường hay bị nhầm lắm. Nhầm á, là khi chúng ta test hàng thì test đúng, nhưng khi chúng ta đóng hộp á, thì cũng có khả năng đóng đúng. Nhưng mà khi mà chúng ta dán cái tem vận chuyển lên, chúng ta dán chéo hoặc dán sai thì cái cục hàng nó trở thành sai nha các bạn. Đây, chúng ta chỉ cần test nha. Ngày hôm qua thì anh Phi có buổi tối ngày hôm qua anh Phi có test một cái đơn 612114 để gửi đi Hoài Ân Bình Định. Thì bạn có yêu cầu anh Phi là không bấm kim. Anh Phi không biết tại sao nhưng mà bạn yêu cầu anh Phi là không có bấm cái kim này. Đó, tại vì khi bấm kim có thể là bạn cảm thấy là nó khó gỡ hay như thế nào đó. Thật sự kim rất dễ gỡ các bạn. Các bạn có cái này, các bạn bấm các bạn gỡ ra, hoặc các bạn có con vít các bạn nại ra cũng được nha. Nhưng mà câu chuyện cuối cùng còn lại là sao ta? Câu chuyện cuối cùng còn lại là sao? Có ông anh cũng ghé, ông xách cái ghế ông đi uống cà phê cho nên là anh Huy quên cha nó rồi. Đó, cho nên cái câu chuyện cuối cùng còn lại là anh Huy sẽ làm theo cách của mình, là anh Huy sẽ bấm. Và bạn nào muốn không muốn bấm thì nhớ báo anh Huy nha. Con 104 này thì anh Huy có một cái đoạn clip ngắn rồi. Đó, có một cái đoạn clip ngắn rồi cho nên là anh Huy sẽ không làm lại, nhưng mà anh Huy sẽ trình diễn chỗ này ha. Nó mở ra được nha các bạn nhé. Anh Huy thích quay buổi sáng này hơn, cái ánh sáng mặt trời rất là tốt. Còn buổi tối mà quay á, là cần một cái lượng đèn rất là cao và nó bị chói nữa. Đó, phải có đèn chuyên dụng quay nó không chói, cho nên anh Huy thích quay ban ngày hơn nha các bạn. Cho nên những cái đơn nào mà các bạn đặt sau 3 giờ chiều á thì tới 6 giờ chiều anh Huy mới thấy đơn và xác nhận. Thì anh Huy không xác nhận, hoặc nếu anh Huy có xác nhận thì hôm sau anh Huy mới lên clip nha. À, anh Huy báo cho các bạn biết chuyện đó ha. Đây, rất là ngon lành cành đào. Đây, có cây vít để mở ở đây ha. Để mở trên này, nhưng khi mở trên này các bạn sẽ phải chọt lủng cái này, cho nên thôi thì có mở nó nha. Và ở đây là những cái bánh nha. Ở đây là những cái bánh. Rồi, tới đây đã xong rồi nha các bạn. Anh Huy sẽ đóng cái hộp này lại và anh Huy sẽ bấm nha. Anh Huy vẫn báo rằng anh Huy sẽ bấm, bởi vì anh Huy đang muốn cố bảo vệ cái hộp này theo cái cách của riêng mình. Rồi, ok. Ok nha. À, bây giờ thì anh Phi cho nó vào đây, sau đó anh Phi sẽ làm một cái hộp bảo vệ cho nó. Có một số bạn làm trong ngành của anh Phi thì bạn hỏi anh Phi là tại sao chỗ này không dùng cái nút hơi á, không dùng cái nút hơi, bập nó lại, dùng cái nút hơi quấn xong mà dùng cái băng keo, cái bịch đen quấn là nhanh hơn. Cái chi phí gửi hàng nó sẽ giảm xuống, cái chi phí làm hàng nó sẽ giảm xuống. Thì bạn có hỏi anh, bạn đề nghị, nói chung là trong ngành với nhau thì họ sẽ có những cái đề xuất với nhau để giảm cái chi phí và giảm cái thời gian làm. Nhưng mà anh Phi cũng trả lời bạn đó là đây là cái hướng mà Abo đang chọn làm. Abo sẽ không đi theo các bạn ở trên mạng. Abo sẽ có con đường riêng, và con đường riêng này là như vậy. Anh Phi sẽ không quấn mà anh Phi sẽ làm hộp. Tại vì ít nhất cái hộp này nó cũng sẽ bảo vệ được cho cái hàng của các bạn được một cái khâu gọi là khâu đè. Nhiều khi trên đường đi á, nó có những cái cục hàng nó đè lên nhau à, giống như các bạn này đó. Bình thường thì không sao à, lúc đá banh mà đá vô trái banh cái bị mấy bạn kia đè lên nín thở luôn. Vậy cái cục hàng của chúng ta nó cũng cần một cái không gian để thở nha các bạn nhé. Mặc dù nó không phải là sự sống nhưng mà nó cũng cần một cái không gian để thở. Thở là sau khi có đè thì nó được các hộp giấy này che lại, hỗ trợ, nó không có bị mớp hay là bị quá mớp. Bằng chứng là nhiều, có nhiều cái á, mà cái này cũng là một cái mà người ta tận dụng nó như một cơ hội nha. Có nhiều khi gửi hàng đi là mặc nhiên là bị đè mớp, cho nên nhiều khi người ta cứ dùng một cái hộp mớp, người ta đóng cho một hộp hàng mớp, rồi người ta gửi cho bên giao nhận, rồi ra tới tay các bạn mớp thì các bạn nói nó mớp, thì người ta nói à do giao nhận làm mớp, chứ thật sự nó đã mớp từ đầu rồi. À, có nhiều cái triết lý cơ hội ở trong này lắm, nhưng mà anh Phi lại không dùng cái này. Nếu mà thật sự nó về tới quay trở lại cửa hàng Abo mà nó mớp méo mà không thể đưa vô cái khâu bán hàng kế tiếp thì anh Phi sẽ giảm giá đó. Nhưng mà hiếm khi lắm các bạn, hàng được làm như vậy thì nếu ra tới đó mà các bạn không nhận mà quay trở về thì hàng nó cũng còn ngon lành lắm, chứ không có cái câu chuyện là nó mớp méo đâu nha. Đó. Nhưng mà cũng thời gian vừa qua thì thật sự ra cũng có các đơn các bạn bơm anh Phi, các bạn cho anh Phi ăn bơm banh sát luôn.
ha, nhưng mà cũng ít dần đi các bạn. Bằng chứng là đây, bạn này ở Hà Nội, vẫn là ở Hà Nội ha. Bạn thanh toán nè các bạn. Đó, bạn thanh toán trước. Anh Phi mua hàng nhiều khi anh Phi cũng thích thanh toán trước cho nó khỏe. Nhưng mà thanh toán trước á thì cái người nhận phải là người phải chứng minh chính chủ. Chẳng hạn như á là không phải trả tiền, cho nên nhiều khi họ cứ nhận bừa các bạn. Thì thấy cái ông đó ông ngồi ông đang uống cà phê, họ ra hỏi phải anh Phi không, nhưng mà ông đó là ông Hận. Đó, ông nói anh Phi anh nhận luôn chẳng hạn vậy, anh lấy luôn cục hàng của anh Phi làm sao không. Nói chơi thôi, tại vì ông đang ngồi cà phê chứ anh ghẹo ổng á đó. Cái câu chuyện nó vậy nha các bạn nhé. Cho nên là nếu không đồng thì các bạn sẽ phải nhận chính chủ, hoặc các bạn sẽ phải quen với shipper, hoặc các bạn chưa có một cái tiền sử nào là nhận nhầm hàng chẳng hạn vậy. Anh thấy ở chung cư anh Phi mua hàng là đa phần là thanh toán trước không à, bởi vì họ không có nhà. Ở chung cư anh Phi thì có một cái tủ, gọi là cái tủ thông minh. Khi mà các bạn tới đó các bạn giao hàng á, mà cái cục hàng này không đồng nè, không phải cần phải thanh toán gì hết, hoặc nếu báo thanh toán là họ sẽ chuyển Momo. Tới đó không cần phải gặp chủ hàng luôn. À chị, em đang đứng giao hàng cho chị ở đâu đó. Rồi đọc Momo đi em, mà đọc xong mà chuyển Momo cắt xong tiền thì anh đó anh mới mở cái hộc tủ ra, anh bỏ cái cục hàng vô. Xong sau đó cái hộc tủ nó sẽ cấp cho anh một cái password. Rồi anh sẽ nhắn cái password này cho chủ hàng, thì chủ hàng chiều đi làm về nhà vô cái hộc tủ đó, bấm cái password, lấy cục hàng ra. Ôi cực kỳ thông minh chưa? Rất là thông minh và rất là tiện lợi. Cho nên cái câu chuyện mà nói rằng là tôi không có nhà, tôi không nhận hàng, tôi không thanh toán được thì cũng có. Nhưng tôi không có nhà, tôi không nhận hàng được, nhưng tôi thanh toán được và người giao vẫn giao được là cũng có luôn nha. Thời đại này thông minh lắm các bạn ơi. Còn bây giờ thì anh Phi sẽ đi tới cái con 105 này. 105 này anh Phi cũng sẽ gửi về Bắc, nhưng mà Bắc Giang nha, huyện Yên Dũng, Bắc Giang. Và bây giờ thì anh Phi sẽ mở nó ra đây. Đây, cây dao. Cây dao màu trắng nó nằm trên cái nền màu trắng luôn, nó cũng khó nha. Khó tìm, nhiều khi nó nằm đây nè. Rồi, cái con này là một con giống như là một con kinh công vậy các bạn. Nó giống như trong cái bộ phim mà kinh công của chúng ta đó. Mặc dù đây là một bạn nữ, một nhân vật nữ, nhưng mà đây, một con kinh công các bạn thấy không? Khá là đẹp luôn đó nha, khá là đẹp luôn. Rồi, bây giờ thì anh Phi sẽ khui nó ra đây. Ha, rất là đẹp nha. Đây, con kinh công. Con kinh công này có gì lạ? Nó có hai cái bánh, hai đầu. Ha, nó có hai cái bánh, hai đầu. Nó không có mở ra như con 104. Nó không có tách ra như các con khác. Nó không có chuyển cái bánh này đi lên xuống như những con khác. Nhưng nó có hai cái bánh. Cứ mỗi một con là nó có một cái đặc điểm đặc thù riêng nha. Rồi những cái con hộp lớn 6, 1, 2, 1, 0, 1, 1, 7, 1, 1, 4 thì nó có thêm phụ kiện gà vô nha. Cái cách đó là như vậy. Nào, hấp dẫn chưa? Đây là những cái bánh phụ kiện của chúng ta. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ xin cái con này khoảng 15 giây để anh Phi quay cái đoạn 15 giây các bạn nhé. Rồi anh Phi đã lấy được đoạn 15 phút rồi. Ý quên 15 giây rồi các bạn. 15 giây chứ không phải 15 phút. Và vẫn là theo cách cũ, vẫn là anh Phi sẽ dùng một kim bấm ở đây nha. Các bạn có thích hay không thích thì anh Phi vẫn dùng kim bấm ở đây. Trừ khi các bạn cho anh Phi một cái ý kiến rõ ràng là em không muốn bấm kim giống như các bạn Huy ở Hoài Ân, Bình Định. Nói tới Bình Định thì anh Phi chỉ biết có Quy Nhơn thôi các bạn. Cầu Thị Nại, Đầm Thị Nại anh Phi biết thôi. Nhân Lý, Nhân Hải anh Phi biết. Nhưng mà sâu hơn nữa thì anh Phi không biết. Thì ra đó cũng không có, chưa có đủ ngày để đi vòng vòng để biết hết tất cả các huyện ở đó. Mà nói thật chứ anh Phi ở Tiền Giang anh Phi cũng đâu biết hết Tiền Giang đâu các bạn. Đi đâu mà đi, nhân sự ở cửa hàng không có mà đi đâu. Bác Hận ơi, Bác Hận đang chọc anh Phi đó các bạn. Tại vì anh Phi với chị Thư hay đi phượt bằng xe máy lắm. Cho nên nó là ổng nói là anh nói vậy là chuẩn bị đi Bình Định. Nói đâu có người đâu mà đi Bình Định. Rồi ông nước đá chuẩn bị qua nữa kìa các bạn. Ông đứng ngoài ông cười cười kìa. Mấy ổng là hay chọc ghẹo anh Phi lắm. Sợ anh Phi thích đi du lịch bằng xe máy nha mấy bạn. Bình Định hồi xưa đi ra ngoài là anh Phi cũng đi bằng xe máy luôn á, xe hai bánh nha. Còn giờ là đi vòng vòng cửa hàng Abo đóng hàng cho các bạn thôi, chứ không có đi đâu được hết. Các bạn nhân viên mới cũng chưa có rành hết Abo. Để rành Abo thì nó cũng khó lắm nha các bạn, tại vì các cái chủng loại hàng của anh Phi nó cũng rộng lắm. Nó đi từ Yuyo nè, Yuyo Bình Dân nè, anh Phi có thể kể trên các cái thư mục của trang web của mình ha.
cho xuống ở phía dưới chẳng hạn như vậy. Đó, đồ chơi bác sĩ, đồ chơi âm thanh, đồ chơi con vật điều khiển, đồ chơi xe điều khiển, đồ chơi tàu điều khiển, đồ chơi xe trớn kim loại, xe trớn 1/64. Để rành được là các bạn phải thuộc được các thư mục đó nha. Mà bây giờ mà anh Phi sợ là anh Phi ép các bạn nhân viên mà học thuộc các thư mục đó là các bạn nói anh Phi là làm chuyện vô ích, cho nên anh Phi chưa ép. Chứ thật sự ra là để bán hàng đồ chơi một cách rõ ràng và giỏi là phải thuộc hết các thư mục đó, đen chiếu không? Để các bạn có thể định hình được tất cả các dòng hàng của cửa hàng. Rồi từ cái việc thuộc đó các bạn sẽ liên tưởng tới thực tế là hàng đó trên web là nó nằm ở thư mục đó, nhưng thực tế là nó nằm đâu trong cửa hàng và bao nhiêu chỗ. Thật sự là hàng không phải gom về một chỗ đâu các bạn, nhiều khi nó nằm nhiều chỗ lắm. Cho nên là cái câu chuyện nó vậy, nhưng mà thực sự ra mà nói là cũng nên thuộc. Tại vì các bạn không thuộc ở hiện tại thì về tương lai các bạn cũng phải thuộc. Tại vì không các bạn không thuộc cái này mà các bạn lên à, chú Phi ơi, anh Phi ơi, em làm một năm rồi mà sao chưa lên lương cho em mà anh hỏi tới cái này không thuộc, thì cũng nằm yên chỗ đó thôi nha. Câu chuyện nó vậy, nhiều khi mình không ép thôi, nhưng mà về công việc thì cũng phải được. Giống như là cái ông mà ngồi trước ông làm kiến nha các bạn, không cần rất là nhiều ốc vít mà thợ phụ đi theo mà không biết là cũng quạo quá, ông đó không khó tính lắm nha. Khó tính hơn Phi nhiều. Rồi, nói chơi vui thôi. Ba đơn hàng sáng nay anh Phi xong rồi. Một đơn là phát sinh vào ngày hôm qua buổi chiều, cho nên là anh Phi chờ sáng nay anh Phi mới đóng cho đẹp là đơn này nè. Cái con này là 612105, một cái nhân vật màu hồng, nhưng mà nó lại là một cái nhân vật kinh công, khá là đẹp. Nói chung là các bạn có thể lên yêu đồ chơi trẻ em.com, các bạn vào cái mục quán trượt tay, các bạn xem những cái mẫu còn hàng hết hàng. Còn hàng hết hàng cho nó báo luôn nha các bạn nhé. Rồi, tới đây thì anh Phi xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.